Minh Đường Tử Vi hân hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem. Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 7 tháng 12 năm 2020 đến 13 tháng 12 năm 2020 của 12 con giáp chi tiết cực chuẩn. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp của bạn, dự báo những biến động trong cuộc sống tuần mới của 12 con giáp từ ngày 7 tháng 12 năm 2020 đến ngày 13 tháng 12 năm 2020 xem vận trình tài lộc, sự nghiệp, tình duyên và giúp bạn chủ động hơn trong mọi công việc. 1. Tử vi tuổi Tý tuần mới từ ngày 7 tháng 12 năm 2020 đến 13 tháng 12 năm 2020 theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, vào khoảng thời gian đầu tuần, tuổi Tý gặp phải nhiều vấn đề trong công việc do chịu ảnh hưởng xấu của thương quan và tỷ kiên, vì vậy con giáp này cần tránh va chạm với cấp trên và đồng nghiệp xung quanh mình. Tuy nhiên, đến giữa tuần, công việc tiến triển thuận tiện hơn nhiều, thậm chí bản mệnh có cơ hội thể hiện năng lực của mình. Con giáp này vốn là người cẩn thận và tỉ mỉ, tuy nhiên lại không dám đưa ra những quyết định dứt khoát nhiều khi để lỡ mất cơ hội một cách đáng tiếc. Nếu muốn tiếp tục thăng tiến trên con đường công danh, bản mệnh cần thay đổi thói quen xấu này, đồng thời mở rộng quan hệ với mọi người, không nên quá lặng lẽ, khép mình. Thái Tuế khuyên người tuổi Tý nên cẩn thận trong bất cứ công việc gì, đặc biệt là khi cần xuất hành đi xa. Trước khi rời nhà, con giáp này nên đi theo hướng tốt hoặc chọn giờ Hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn, mọi sự được thuận lợi hơn và đồng thời giảm bớt những ảnh hưởng xấu. Vận trình tình duyên không được suôn sẻ cho lắm. Các cặp đôi thường xuyên mâu thuẫn vì những ý kiến không thống nhất, còn những người độc thân quá nâng cao quan điểm cá nhân nên khó tìm được người phù hợp. Bản mệnh cần phải hạ thấp cái tôi xuống một chút mới mong chuyện tình cảm được hanh thông. hai Tử vi tuổi sửu tuần mới từ ngày 7 tháng 12 năm 2020 đến 13 tháng 12 năm 2020 tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy đường tình duyên của tuổi sửu khá thuận lợi con giáp này có nhiều cơ hội để gặp gỡ và giao lưu với các đối tượng khác giới chỉ cần mở lòng hơn sẽ tìm được người phù hợp với mình tuy nhiên trước khi quyết định đến với ai bản mệnh cần cân nhắc cho cẩn thận chứ không nên mù quáng về phương diện tình cảm sao bách việt chủ đào hoa cũng cho thấy con giáp này vốn có những nét hấp dẫn rất riêng vì vậy nếu có cảm tình với ai người tuổi sửu cũng có thể chủ động liên lạc và giữ quan hệ với đối phương chứ không nhất thiết phải bị động chờ người khác đến với mình trước tuy nhiên đây chưa chắc đã là một dấu hiệu tốt với những ai đã có đôi có cặp bản mệnh cần phải giữ khoảng cách thích hợp với những người khác giới đồng thời luôn quan tâm và trò chuyện với nửa kia của mình tránh để những hiểu lầm xảy ra một cách đáng tiếc tuần này là một tuần cực kỳ tốt lành với bản mệnh nhất là vận trình sự nghiệp đầu tuần có cơ hội thăng tiến và trở thành con giáp được lãnh đạo tin tưởng nhờ sự giúp đỡ của chính ấn và chính quan Khoảng thời gian cuối tuần lại là thời điểm của người làm ăn, kinh doanh khi được chính tài và thiên tài phù trợ. Tuy nhiên, con giáp này vẫn cần phải cảnh giác những kẻ tiếp cận cố tình hãm hại mình. 3. Tử vi tuổi dần tuần mới từ ngày 7 tháng 12 năm 2020 đến 13 tháng 12 năm 2020. Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, nhờ có chính tài và thực thần nâng đỡ, người tuổi dần dễ gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ về tài lộc con giáp này có thể tìm được những cơ hội hợp tác, đầu tư vô cùng hứa hẹn. Hãy tự tin nắm bắt lấy cơ hội đang ở ngay trước mắt mình, đừng trần trừ, do dự quá lâu, để cơ hội trôi qua đáng tiếc. Tuy nhiên, đến khoảng thời gian cuối tuần, bản mệnh cần phải cẩn thận kẻ tiểu nhân hoặc những kẻ ném đá giấu tay có ý đồ phá dối công việc. Tuổi dần có thể vướng vào những vụ tranh chấp, thậm chí là kiện tụng, vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần đối phó với mọi vấn đề, không nên quá mức nóng nảy, sốt ruột. Sao thiên cầu chiếu mệnh cũng chỉ ra rằng con giáp này dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Vì vậy, dù bản mệnh có đang bận công to việc lớn đến thế nào mà thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Con giáp này và nửa kia thường xuyên xảy ra tranh chấp trong tuần này, vì vậy mà điều đôi bên cần làm là kiềm chế sự nóng nảy, nhường nhịn nhau một chút để nhà cửa được yên bình. Nếu đang nuôi con nhỏ, bản mệnh cũng cần chú ý cách cư xử để làm gương cho con cái, không nên có những hành động thái quá gây ấn tượng xấu. 4. Tử vi tuổi Mão tuần mới từ ngày 7 tháng 12 năm 2020 đến 13 tháng 12 năm 2020. Tử vi 12 con giáp cho rằng thời gian đầu tuần tuổi Mão làm ăn khá thuận lợi do có chính tài và thực thần phù trợ con giáp này có thể nhận thấy những kế hoạch kinh doanh mình đặt ra từ trước đó đều có những bước tiến triển rất đáng mừng hãy tự tin hơn nữa vào bản thân thực hiện những công việc mà mình cho là đúng đắn sao thiên đức phù trợ cũng thấy rằng người làm ăn kinh doanh gặp được nhiều chuyện thuận lợi hơn người làm công việc bàn giấy người tuổi mão có thể được tiếp xúc với một vài cơ hội khá tiềm năng khi thời cơ tốt đến con giáp này nên mạnh dạn nắm bắt bởi khả năng của bản mệnh vốn lớn hơn tưởng tượng rất nhiều Tuy nhiên, đến thời điểm cuối tuần, do chịu ảnh hưởng của kiếp tài và tỷ kiên, bản mệnh cần phải cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ. Có thể đồng nghiệp, anh em mà con giáp này tin tưởng sẽ trở mặt, gây ra những rắc rối bất ngờ. Lúc này cần phải giữ bình tình hết sức, không nên nóng vội nói lời tổn thương đến những người vô tội. Đối với chuyện tình cảm, bản mệnh và người thân đang dần dần xa cách nhau bởi những quan điểm khó có thể thống nhất. Trước khi mong người khác thay đổi, co giáp này cũng cần thay đổi chính bản thân mình. Đôi lúc chúng ta cần suy nghĩ và đặt mình ở vị thế của người khác có như vậy mới hiểu được cảm xúc của mọi người. Năm Tử vi tuổi thìn tuần mới từ ngày 7 tháng 12 năm 2020 đến 13 tháng 12 năm 2020. Tử vi tuần mới cho biết, vận trình tình cảm của người tuổi thìn khá êm đẹp trong thời gian này những cặp đôi có mâu thuẫn và khắc khẩu thế nhưng đó đều là những vấn đề nhỏ có thể giải quyết một cách nhanh chóng nếu đôi bên chịu nhường nhịn nhau chớ nên nghiêm trọng hóa vấn đề lên nhé những người còn độc thân khá đào hoa vào khoảng thời gian giữa tuần con giáp này nên tham gia vào những buổi tụ họp bạn bè nhiều hơn nữa như vậy thì cơ hội tìm được nửa kia của mình sẽ dễ dàng hơn nhiều đừng nên nhốt mình trong thế giới riêng quá lâu và cự tuyệt tình cảm của người khác nếu không đến một lúc nào đó bản mệnh sẽ thấy hối tiếc đường công danh sự nghiệp vô cùng thuận lợi tuổi thìn gần như chẳng gặp bất cứ rắc rối nào cho dù là người theo nghiệp kinh doanh hay làm công ăn lương con giáp này tìm được cơ hội để khẳng định bản thân gây ấn tượng tốt với ban lãnh đạo thậm chí chính quan và thực thần còn cho thấy cơ hội thăng quan tiến chức bạch hổ hung tinh mang lại điểm báo chẳng lành, bản mệnh cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Khi tham gia giao thông, con giáp này cần hết sức tập trung và chú ý, không nên lái xe trong tình trạng mệt mỏi, thiếu tỉnh táo để giảm thiểu những sự cố ngoài ý muốn. 6. Tử vi tuổi tỵ tuần mới từ ngày 7 tháng 12 năm 2020 đến 13 tháng 12 năm 2020 tuần này dự báo thời điểm đầu tuần có thể tuổi tỵ sẽ gặp phải một vài rắc rối do thiên quan mang lại tuy nhiên do ảnh hưởng này không quá lớn nên con giáp này không cần quá lo lắng chỉ cần cố gắng hết sức làm việc và dùng thực tế chứng minh giá trị của bản thân mình đến giữa tuần vận trình sự nghiệp có bước khởi sắc rõ rệt đây chính là thời điểm tuổi tìm cần phải thể hiện điểm mạnh của bản thân mình ghi điểm với lãnh đạo và đồng nghiệp những người làm lãnh đạo cũng sẽ đưa ra được quyết sách đúng đắn, giúp công ty, xí nghiệp có bước phát triển lớn lao. Cát tinh trong tuần cũng góp phần mang lại nhiều may mắn cho bản mệnh. Vì vậy, nếu còn trẻ tuổi, con giáp này hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, để đến khi cơ hội tới, người tuổi tỵ sẽ không rơi vào cảnh bất ngờ, bỡ ngỡ. Đường tình duyên có nhiều biến động trong tuần này bản mệnh và nửa kia cần phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối diện với nhiều khó khăn và thử thách. Thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn, càng là khó khăn, đôi bên lại càng phải đồng tâm hiệp lực cùng nhau vượt qua. Những người còn độc thân khó có cơ hội tìm được người phù hợp. 7. Tử vi tuổi ngọ tuần mới từ ngày 7 tháng 12 năm 2020 đến 13 tháng 12 năm 2020. Từ Vi tuần mới từ của 12 con giáp nói rằng, cảm xúc của tuổi ngọ không được ổn định trong tuần này, chính vì vậy mà vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ bị tác động theo. Nửa kia sẽ khó có thể đoán được những suy nghĩ bản mệnh đang giấu trong lòng, chính vì thế mà đôi bên thường rơi vào cảnh mâu thuẫn, bất đồng ý kiến. Có điều gì bất mãn, con giáp này nên bày tỏ trực tiếp để nửa kia cùng biết và hai người cùng tìm hướng giải quyết phù hợp, không nên giữ kín rồi lại ôm sự ấm ức khó chịu vào người có thể những điều bản mệnh chỉ đang hiểu lầm người ấy thôi đừng khiến những điều vốn rất nhỏ bé lại trở nên nghiêm trọng khó có thể cứu vãn được về phương diện tài lộc việc làm ăn của người tuổi ngọ tiến triển rất hanh thông thuận lợi trong suốt tuần bản mệnh có thể được thừa hưởng một khoản gia sản kha khá hoặc một số tiền vốn lớn để phát triển kinh tế ngoài ra con giáp này hãy cố gắng hết sức mình không nên phụ lòng những người tin tưởng Đại hao nhắc nhở bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý, không nên ỷ vào việc mình ăn nên làm ra để chơi bời phung phí. Đồng thời, khi có cơ hội làm ăn hứa hẹn mở ra trước mắt, con giáp này cũng cần phải đánh giá xem cơ hội đó có phù hợp với sức của mình không, đừng nên quá tham lam dẫn đến hành động mù quáng. 8. Tử vi tuổi mùi tuần mới từ ngày 7 tháng 12 năm 2020 đến 13 tháng 12 năm 2020 tử vi tuần mới nói rằng vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi mùi cũng có những bước phát triển đáng ghi nhận nhờ có chính ấn và chính quan phù trợ những cống hiến bấy lâu nay của con giáp này được cấp trên ghi nhận bản mệnh có thể được cất nhắc lên một vị trí cao hơn xứng đáng với năng lực của mình hơn tuy nhiên thiên quan cảnh báo con giáp này không nên giữ những quan điểm quá cố chấp cứng nhắc của mình thậm chí không tiếc lời công kích những ai có ý kiến trái chiều bản mệnh có thể vô tình đắc tội với tiểu nhân mất thời gian giải quyết những rắc rối không đáng có đường tài lộc không được suôn sẻ cho lắm tiểu hao cho thấy những người làm ăn kinh doanh cần hạn chế đầu tư trong thời điểm này nếu không bản mệnh rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của mà lợi ích thu lại thì không được bao nhiêu tốt nhất hãy kiên nhẫn và chờ đợi một cơ hội thích hợp hơn về phương diện tình cảm cũng có dấu hiệu phát triển đi lên Nhân duyên khác giới của con giáp này khá tốt, vì thế người độc thân nên nhân cơ hội này để mở rộng mối quan hệ khác giới. Các cặp đôi có thể sẽ tranh cãi với nhau trong một vài vấn đề, song đây cũng là cơ hội để đôi bên thấu hiểu nhau hơn nữa. 9. Tử vi tuổi thân tuần mới từ ngày 7 tháng 12 năm 2020 đến 13 tháng 12 năm 2020. Tuần mới, do ảnh hưởng của Kiếp Tài và Tỷ Kiên, người tuổi thân dễ vướng phải tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp. Nguyên nhân gây mâu thuẫn có thể xuất phát từ lợi ích hoặc vị trí trong công việc. Chính vì thế con giáp này cần giữ đầu óc tỉnh táo, kiên định với lập trường đúng đắn của mình. Đến giữa tuần, đường công danh sự nghiệp của bản mệnh có dấu hiệu khởi sắc hơn. Con giáp này là người tinh thông tay nghề và luôn cần cù, chịu khó, khiêm tốn nên dễ nhận được thiện cảm từ cấp trên hơn thế nữa tuổi thân cũng có thể được cất nhắc lên một vị trí khiến nhiều người ngưỡng mộ tuy nhiên trong tuần có sao xấu ngũ quỷ chiếu mệnh cũng chứng tỏ xung quanh con giáp này không thiếu những kẻ tiểu nhân ganh ghét chỉ chờ thời cơ để hãm hại quấy phá do đó bản mệnh cũng không nên lơ là gây nên lỗi sai không đáng có và tạo kẽ hở cho những kẻ xấu bụng lợi dụng vận trình tình duyên của con giáp này không có nhiều biến động có phần ảm đạm nếu chưa có đôi có cặp bản mệnh cũng không nên quá sốt ruột mà vội vã đến với một người nào đó khi chưa suy nghĩ kỹ. Có thể mối quan hệ ấy sẽ mang lại cho người tuổi thân nhiều phiền não trong tương lai. 10. Tử vi tuổi Dậu tuần mới từ ngày 7 tháng 12 năm 2020 đến 13 tháng 12 năm 2020 tử vi tuần mới chỉ ra rằng tuổi dậu có thể khắc phục được khó khăn do tỷ kiên và kiếp tài mang lại thì sự nghiệp sẽ có những bước phát triển rực rỡ cho dù không được thăng chức ngay vào thời điểm này thì bản mệnh cũng sẽ nhận được lời khen ngợi động viên thậm chí là tiền thưởng từ lãnh đạo chính ấn cho thấy những cố gắng của con giáp này chẳng bao giờ là uổng phí vì thế người tuổi dậu không nên dễ dàng đầu hàng trước mọi khó khăn đặc biệt những người trẻ tuổi cần có thái độ sẵn sàng chấp nhận thử thách đó chính là biện pháp rèn luyện bản thân nhanh chóng và hiệu quả nhất vận trình tình cảm kém sắc những người đã có đôi có cặp dễ gặp phải mâu thuẫn bất đồng trong khoảng thời gian giữa tuần đến cuối tuần thì mối quan hệ có dấu hiệu cải thiện con giáp này không nên quá mức nóng này nói những lời khó nghe gây tổn thương cho người thân yêu của mình thái âm soi chiếu giúp nhân duyên của người độc thân phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, đặc biệt là với nữ mệnh tuổi dậu. Bản mệnh có thể giữ quan hệ được với những người chân thành và thẳng thắn, thậm chí gặp gỡ quý nhân giúp con đường công danh dần dần có bước phát triển. 11. Tử vi tuổi tuất tuần mới từ ngày 7 tháng 12 năm 2020 đến 13 tháng 12 năm 2020. Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp cho biết đây là một khoảng thời gian rất tốt đẹp đối với sự nghiệp của người tuổi tuất. Do chính ấn và chính quan nâng đỡ nên bạn dễ dàng gặt hái được nhiều thành công trong công việc, hoàn thành được mục tiêu đã đề ra và được cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên, thiên quan xuất hiện vào giữa tuần khuyên bạn không nên thả lòng cảnh giác bởi công việc của bạn vẫn có thể vướng mắc bất cứ lúc nào bạn là con giáp có trí lớn song sự thăng tiến của bạn khiến những kẻ tiểu nhân chướng tay gai mắt tìm cách hạn chế và hãm hại bạn sao dịch mã chiếu mệnh khuyên bạn nên tích cực hơn trong mọi việc không nên ngại khó khăn gian khổ nhất thời hiện tại bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu ai rồi cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức của mình chuyện tình cảm của bản mệnh có thăng có trầm trong thời điểm này, song về tổng thể thì vẫn có nhiều điểm sáng. Người độc thân có cơ hội tìm được nửa kia của mình nên giữ quan điểm tích cực hơn về tình yêu, vợ chồng tuy gặp phải một vài mâu thuẫn nhỏ nhưng vẫn có thể hóa giải kịp thời, không xảy ra tranh cãi lớn. 12. Tử vi tuổi hợi tuần mới từ ngày 7 tháng 12 năm 2020 đến 13 tháng 12 năm 2020. Tử vi hàng tuần dự báo, tuổi hợi cần phải chuẩn bị tinh thần đối diện với đủ loại rắc rối trốn quan trường vào thời điểm này. Tuy nhiên, dù là khi đối mặt với khó khăn to lớn đến thế nào đi chăng nữa, con giáp này cũng không nên nản lòng thoái chí mà cần có những suy nghĩ tích cực hơn. Muốn đạt được thành công, chẳng ai mà không phải đánh đổi bằng công sức của mình. Những điều mà bản mệnh đang gặp phải cũng chỉ là nhất thời và là yếu tố không thể thiếu nếu muốn rèn luyện bản thân mà thôi nếu không ngừng cố gắng đến khoảng gần cuối tuần chính ấn sẽ cho câu trả lời rằng những điều tuổi hợi đã làm không hề uổng phí chuyện tình cảm của các cặp đôi cũng gặp phải nhiều trắc trở con giáp này và nửa kia liên tục mâu thuẫn với nhau và có thể rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh đừng để kẻ thứ ba có cơ hội chen chân vào mối quan hệ của hai người đôi bên hãy bình tĩnh và cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề thích đáng nhất sao thái dương chiếu mệnh cũng thúc đẩy nhân duyên cho con giáp này những người còn độc thân nên mở rộng mối quan hệ xã giao của mình không nên dành quá nhiều thời gian trong thế giới riêng hãy để mọi người xung quanh có cơ hội hiểu rõ hơn về con người bản mệnh nhé mong rằng các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin hữu ích cho mình chúc các bạn có một tuần bình an hạnh phúc cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại